đồ lót xuống máy 5, 6. Gì vậy? Hôm nay chúng tôi sẽ quay tập tiếp theo của series đầu bếp. The series mới có một tập, đó là Long đầu bếp. Vậy thì hôm nay sẽ là Dương đầu bếp. Đầu sạch mà. Vừa gội xong. Dương đầu bếp. Lần trước là mình là người đi siêu thị và anh Long sẽ phải nấu những cái món đồ mà mình đã mua. Thì hôm nay sẽ làm ngược lại. Anh Long sẽ là người đi siêu thị và mình sẽ là người nấu. Ok. Ok. Anh được ra luật nấu còn em được ra luật đi chợ. Được. Lần trước là anh chỉ cho em 100.000 và anh chỉ cho em 30 phút đúng không? Ừ. Em vẫn giữ nguyên là đi chợ 30 phút. Nhưng mà em sẽ cho anh mua từ 100 đến 150. Tức là anh không được mua dưới 100. Anh phải mua trên 100 cho đến 150. Được. Em được làm nhiều món nhưng mà phải đầy đủ. Starter món chính. Khai vị món chính với là... Tráng miệng á? Tráng miệng. Thế là em phải làm 3 món, nói luôn là 3 món đi lại còn gì nữa. Đúng. Thế thì luật cuối cùng của em là anh phải mua đủ nguyên liệu cho 3 món. Ok, em được nấu trong 1 tiếng. 1 tiếng rồi á? 1 tiếng 3 món. Mày cho 1 tiếng rưỡi. Ừ. Một cái nữa. Sau khi ăn xong cả 3 món thì mỗi món phải để dư lại một tí để tìm cách trộn cả 3 món vào thành một món mới. Việc gì phải tìm cách, thích trộn nó cứ trộn thôi. Nhưng phải ăn được, không bị đau bụng. Có được dùng các nguyên liệu khác trong nhà không? Được. Ngoài cả gia vị gì? Ừ. Cả các cái khác luôn. Ừ. Tổng hợp lại, anh chỉ được đi chợ 30 phút, mua trong khoảng 100 đến 150 nghìn. Phải mua đủ nguyên liệu cho cả 3 món mà anh muốn. Được. Em phải làm 3 món khai vị, món chính, tráng miệng, nấu trong 1 tiếng rưỡi và... Sau khi ăn xong thì mỗi món phải để lại một tí để tìm cách trộn cả 3 món vào với nhau. Em không nhất thiết phải lấy hết cả cái món này để trộn vào món kia mà lấy mỗi thứ một tí cũng được. Thì anh rửa bát. Em rửa bát. Không, hết luật rồi, anh hết luật rồi, anh hết luật rồi. Em hết luật rồi gì? Thì phải còn tu tí. Yêu thế, yêu thế. Anh Long rửa bát đấy mọi người. Không sao đâu, em là một người nấu ăn rất là sạch sẽ và gọn gàng. Anh không phải lo. Ừ. Ok, bây giờ là 5 giờ 16 phút chiều. Trừ hao cho anh Long thời gian xỏ dép, mở cửa, đóng cửa, chờ thang máy thì sẽ bắt đầu tính từ 5 giờ 20. Được. Thì là 5 giờ 50 anh phải có mặt trên này. Được. Hành trang sẵn sàng chưa? Khẩu trang đâu? Anh dọc đấy. Anh mình dọc đấy. Hai. Em ơi thôi đi. Thơm thế này. Bỏ ra mà ngửi. Bạn yên tâm, tôi chọn đồ nhanh lắm. Thứ đầu tiên tôi nghĩ đến là quả kiwi. Không hiểu tại sao nhưng tôi sẽ đi tìm kiwi. Đấy. Lấy một hộp ấy. Tôi thích kiwi xanh. Khuyến mại. Tôi quên mất đéo xem giá. Kiwi nó là 80.000 còn lại rồi. Quên mất tôi chỉ có 150 thôi. Trả lại rồi. Tôi sẽ thay bằng quả dứa. Đây quả dứa 18k. Tiếp theo tôi đã tìm thấy món ăn yêu thích của tôi. Ngon thì thôi rồi. Thịt. Tôi muốn ăn thịt bò. Định mua cá hồi cơ nhỉ. Không biết cá hồi Dương Phi làm được không. Nếu muốn thử thách thì chúng ta có thể mua cá hồi. Bò đắt quá các bạn. Over budget rồi. Chắc phải mua thịt lợn thôi. Thịt băm là 35. Hoặc là thịt đùi, đùi 47. Làm miếng thịt đùi ấy, bắt Dương Phi phải thái. Lấy thêm hộp trứng 33k. Hiện tại là có hoa quả, có trứng, có rau, có thịt. Tôi đang hơi bí, không biết ở nếu mua gì khác. Oh shit, cái gì ấy. Ui dồi ôi. Đền bù, đền bù, đền bù. Làm thêm hộp phô mai đây 29k. Cái lúc mà tôi đưa điều kiện ra là phải đủ 3 món, tôi không nhận ra là nó lại khó khăn như này. Tại vì như thế tôi chọn đồ tôi cũng phải chọn theo để thế nào cho nó vừa cả 3. Nhưng không sao, tôi làm được. Gần 150 rồi. Ra thanh toán thôi. Tổng là 148k. Hợp lý. Đi nhanh vậy. Hắn bóc ấy. Bill đâu? Nhìn đi, nhìn nó kỹ vào. 148.400. Đúng. Trứng. Ừ. Đơn giản. Thịt đùi heo. Đúng. Đùi heo là phần nào? Là phần đùi heo.
Mình ăn bao giờ chưa? Ăn đầy rồi. Cái thịt hay được dùng trong bún đậu mắm tôm. À, là thịt chân giò à? Ừ, hình như khác nhau. Anh không biết đúng không? What the fuck? Hợp lý hơn gì? Đậu bắp phô mai liên quan gì nhau? Ờ, thế nó mới là thử thách chứ. Em nấu 3 món mà. Dứa. Ừ. Được dùng những đồ khác trong nhà đúng không? Được, được dùng tất cả mọi thứ trong nhà. Tất cả mọi thứ trong nhà. Được. Anh. Cái gì không? Đồ cơ mà có phải người không? Cái gì không phải đồ ăn của mực. Đồ ăn của mực là thịt bò sấy khô với cả gà sấy khô mà. Hết lời. Vâng, theo chiếc đồng hồ Apple Watch mới mua của tôi. Ai mua? Dương Phin mới mua cho tôi. Theo như cái mắt đồng hồ điện tử tôi đang thấy ở đây mở ngoặc là nó hiện cả tiêu UV với cả nhiệt độ với cả cái gì chất lượng không khí ấy. Thì bây giờ đang là 5:45 ạ. Vâng. Em bắt đầu làm từ bây giờ sẽ đến 7:15. Bát buổi trưa anh chưa rửa này. Ngày anh rửa đó. A few minutes later. Bây giờ là 5:50. Hiện giờ là trong bếp chỉ có cái cầm nữa. Ôi rồi ôi. Nhưng mà từ từ nhá, nếu em dùng đồ trong nhà ấy thì em vẫn phải kết hợp với đồ của anh. Đúng. Để ra món chứ không được riêng ở đây. Đúng. Trên này có kem, kem sữa chua, kem bơ, kem dừa. Ở đây rồi có rất nhiều tương ớt và tương cà, sau mỗi lần gọi đồ ship chúng tôi tích ở đây. Ui trời ơi, núi. Còn lê, tôi vừa gọt buổi trưa và có sữa chua. C2, trà xanh không độ, collagen. Có collagen. Thịt lợn xào collagen à? Cái gì? Đừng có cân nhắc cái đấy. Tiếp ở đây là đồ khô. Đồ khô thì chúng tôi có rất nhiều mì tôm, nabati, bánh gạo, các thứ, nói chung là rất nhiều đồ khô. Đây có mì Ý. Mì đấy hình như để được cũng được 2 năm rồi hay sao ấy. Xem mốc chưa? Xem mốc chưa? À, sao để 2 năm mình mới ở đây được 1 năm mà? Thì hình như mình mua này trước khi mình đến đây hay sao ấy. Mang từ nhà cũ ra đây ở tích của. Hình như thế. Cái tập trước mà mua nuôi cho anh ấy. Đã hết đâu, anh để đâu? Đây, trong đây sao ấy? À đây. Mì đây này. À, lấy đồ từ tập trước à? Giờ tôi sẽ cắt dứa. Tốt nhất thì để đạt tiêu chuẩn nhà hàng thì nên ngâm với nước muối á. Tôi là đến từ Việt Nam là ăn những món dân dã. Anh đã nghe món xiên bẩn ở đất nước tôi chưa? Anh cười, anh không được cười, anh chỉ được ăn thôi. Đúng không đi? Không phải à? Em trông nó có giống cái miếng dứa bình thường mà em hay ăn không? Sao đâu, kiểu gì em chả cắt hình vuông. Nhanh lên nào, nhanh lên nào. Đấy, chop 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 chop. Cũng có thẩm mỹ đấy. Đặt dứa vàng vào cái bát xanh trông cũng Hàn Quốc đấy. Chia ra hai bát là làm gì nhỉ? À là cái này là không nấu rồi. Cái này là gọt ra ăn luôn rồi. Chia đều đi ạ. Từ từ. Có đều không ạ? Đều. Tí mang thử lên cái cân nhỏ kia xem có đều không? Đều. Đều chứ. Đâu, xem nào. 134g. 135. Ui dồi ôi. Biết ngay mà cô cho khách ăn thiếu. Thôi được rồi. Phiến phiến rồi. Thế ở thịt làm gì nhỉ? Mình chả nấu thịt bao giờ, chẳng biết làm thịt. Anh phải mua thịt thì dễ thôi, kiểu thịt băm chứ. Thịt này dễ mà. Thịt này khác mỗi thịt băm ở chỗ thịt này cần thái thôi. Để mấy lạng thịt nhỉ? Lúc mua không nhỉ? 4 lạng. Thịt này mình dùng cái này làm món gì? Thịt đùi này luộc được. Rang, xào. Hay làm đồ Âu là gì? Ai biết được. Đấy là tại em chọn đồ dùng ở trong nhà là đồ Âu ấy chứ. Nhà còn đếch thì đồ Á à? Có chứ. Nhà có gạo nhỉ? Nhà có gạo hay không còn không biết. Anh biết không? Anh cũng không. Có gạo. Nhưng ta phải thay đổi chiến thuật thôi. Có gạo. Không, em thích làm mì Ý. À, không, đừng chắn nước em. Cho một ít. Nhà đều có muối à? Nhà không có muối á? Tại thế được. Hay gia vị vậy? Gì?
Không nói gì cả. Nói gì đâu. Không nói không được cười chứ. Phải cho thịt vào luôn chứ nhỉ. Không phải rau đâu. Anh không mua nó khó thế. Khó. Em chỉ biết làm thịt băm thôi. Để đấy. Ơ, mình làm mì tôm sẽ dễ hơn. Coco mì. Em có món này ngon cực, ngày xưa em từng làm món này. Đập trứng ạ. Đập trứng ạ. Gặm chân đầu bếp nữa. Em sẽ làm món pizza. Nhìn này. Thật. Thật. Chạy. Còn nữa. Chưa được bỏ trứng. Gì đấy ạ? Không có gì. Đây là một nguyên tố không thể thiếu topping của à? Món pizza. Topping này hơi cứng. Không phải cứng mà gọi là giòn. Đây là nồi anh Long tặng sinh nhật. Đây là nồi nấu mì tôm. Cô tay chưa? Chưa dùng bao giờ. Nước cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu là luộc thịt, bát trứng, mì tôm với cả hai bát dứa này thì nó liên quan gì đến nhau. Đấy chính là bí ẩn của việc nấu ăn. Ẩn thực nó mênh mông lắm. Đây không phải ẩm thực rồi, đây là ẩn thực rồi. Thịt sôi rồi, tắt luôn. Lui ra. Đó là miếng thịt đùi trắng rồi là rất nhiều nạc. Rồi, chúng ta sẽ sang bước mì tôm. Các bạn vẫn chưa biết là tôi làm gì đúng không? Vâng ạ. Ôi. Mỗi lần làm rơi mà người phát ra tiếng ơ, ôi. Là con này nhanh lắm, đầu quay ra nhìn luôn. Trợ lý đầu bếp mà. Chuyên gia nhặt đồ sàn. Chuyên gia dọn. Săn sàn. Mì này tôi sẽ nấu dạng nguyên bản, không gia vị, không gì hết. Được rồi. Mùi mì rất thơm ạ. Nó là đầu bếp tài ba. Ôi. Ôi. Ôi chân tự. Ôi. Vãi cả con. Ôi vãi cả. Ôi. Mì ăn. Đầu bếp ở món này nó thử nghiệm quá. Không này, thử nghiệm tôi đã làm rồi, bạn hãy tin tôi. Mọi người nó đương đại quá, cái mồm tôi nó chưa bắt kịp. Đương đại béo gì. Nước bọt của tôi từ lúc ngửi mùi mì đang ứa ra vừa thả đấy phát là nó chui ngược lại ở trong cái thực quản tôi. Nhìn ngon lên gì nhìn đi. Bạn tin tôi. Đấy, em này stand by để nhá. Mọi bất ngờ đang dần được hé lộ. Món này chế biến sao ạ? Món này chờ lâu quá, vẫn chưa được lên bếp. Món này phải ngâm riềng xả rồi nữa. À thế à? Thịt bút đầu 3 món. A few moments later. Hiện giờ đầu bếp chúng ta còn 50 phút ạ. Thoải mái. Bắt đầu thái xong thịt rồi đấy. Nóng đấy, quả là lúc lý tưởng để sử dụng. Quà tặng của tôi. Gắp vào thôi mà cũng thấy đáng yêu vô cùng luôn ạ. Chúng dùng xong rồi cất nhá. Vừa nãy là tôi cũng đã cho hai bát dứa vào tủ lạnh. Tôi đã nhìn ra cái gì đấy rồi đấy. Nhìn cái này với cả nhìn cái này là cũng ra cái gì. Ra cái gì? Bạn thì nói tôi biết được không ạ? Đoán thôi. Đầu bếp không nói với tôi thì tôi cũng không nói cho đầu bếp. Cái đó là gì? Ít thôi à? Ít thôi. Khách order đậu bắp nhiều hơn. Khách không được order. Uầy, fine dining rồi. Mùi đậu bắp nó gọi là bốc lên. Đâu, đấy là mùi dầu ăn mà. À thế à? Đâu, mùi đậu bắp, mùi dầu ăn tôi biết là như thế nào mà. Đậu bắp chả mùi đấy gì cả. Ngửi. Không mùi gì ạ. Mùi dầu ăn không nên lạ ấy nhỉ. Mùi dầu ăn lâu ngày không dùng. Nhân tiện thì mình mở cửa ra cũng được, cứ cho mùi bay ra ngoài. Tại vì vốn cái chỗ này trước thì nhà mình phơi quần áo. Nhưng mà bây giờ thì không cần phơi nữa, vì nhà cũng có cái máy sấy rồi. Thì cũng mới dùng được 2 lần thôi mà. Sấy mở ngoặc để cho nó nhanh, mùi thơm giữ lâu quần áo. Anh có thể lấy giúp em, anh thì bổ tóc giúp em được.
Dạ. Hai máy bên cạnh để đấy trong đầu bếp này. Trong Weibo á. Weibo. Sau một thời gian đảo thì thịt từ trắng đã thành đen rồi ạ. Đây là em cho thêm nước mắm rồi. À vâng vâng, đã được ướp cùng nước mắm. À tôi đang cho thêm đường. Miếng thịt to thế mà bây giờ rang xong còn bé tí thế này là sao ạ? Đúng đấy. Chủ đích của tôi mà. À, nghệ thuật biến từ cái to thành cái nhỏ đúng không ạ? Ôi, tạm một lần không? Không, tôi ổn. Ơ, quên mẹ mất. Đầu bếp bây giờ còn 30 phút. Thoải mái, xong rồi đây này. Thế thôi. Ôi, đầu bếp làm hai chảo này em rửa mỏi tay quá. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Vâng, em chờ lâu lắm rồi đấy. Thêm quả trứng nữa nhỉ. Thêm quả nữa đi thôi vui nhá. Đầu bếp là hứng lên rồi đấy ạ. Thôi là tôi quý khách rồi, tôi cứ cho đây thôi. Không kế hoạch gì cả. Ôi, quý đấy, thêm một quả trứng luôn. Ai chà, trông cũng vui xì đấy nhỉ. Rõ. Ây à, mới. Đầu bếp này từ đầu hơi lúng túng, bằng cái nào đấy càng về sau đầu bếp càng sáng tạo. Bí quyết là gì hãy tự tin vào bản thân. Thế rồi, hơi nhiều mỡ quá rồi. Rồi. Không biết là kiểu gì sợ nó gãy vỡ hỏng mất. Phải cái này nó phải được giữ hình như thế này nó mới đẹp. Mục đích là dùng cái chảo này là để nó có hình này mà. À. Thôi được rồi đấy nhỉ. Đầu bếp tăng lửa lên đi. Sợ cháy mất phần đáy. Ôi cái vuốt được ạ. Ôi. Bếp của tôi hay là bếp của đầu bếp à? Đầu bếp. Đầu bếp nói này sửng sốt quá. Tưởng chỉ ấn thôi vuốt được ạ. Rồi ôi. Nhà hàng có chuẩn bị sẵn thuốc tiêu chảy ở thứ không? Có. Chúng tôi là thuê mặt bằng này là ngay cạnh bệnh viện nên khách không phải lo. Hoàn toàn yên tâm. Khách hoàn toàn yên tâm mà đi viện đúng không ạ? Đầu bếp bây giờ còn 20 phút. Ông nhiều thế. Starter cháo miệng đầu bếp làm chưa? Làm rồi. Ơi. À vậy à? Bạn coi thường tôi quá. Lạ nhỉ. Bạn nhớ tôi bảo tôi làm món pizza không? Ui. 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 Wow. Cái gì đây? Mà muốn biết chữ gì ạ? À? Mà biết chữ gì lâu gì à? Quý hóa quá. Lâu. Ui. Có 20 phút cơ mà. Game là dễ bạn nhìn đây. Thế mà mình không nhận ra là hóa ra nó là để như thế này. Ôi. Thiếu gạch rồi. Đây đang là low C rồi. Đấy, low C. Happy birthday. Trái tim bằng rau luôn. Ui, trái tim này healthy quá. Ờ, hết mẹ chỗ rồi. Đấy, đồ bếp gãy quá đồ bếp. Có gì lùi sang bên này. Không có gì không làm được cả. Bố cục cũng đẹp đấy ạ. Đấy. Ôi chất luôn ạ. Vãi cả. Tôi tô màu trái tim với bạn luôn. Xanh lét luôn. Feel. Về bạn nếu review chúng tôi 5 sao nhé. Ui riêng quả này thì đẹp chưa. Ui em cho được mấy 6 sao luôn. Tuyệt vời. Starter. Không biết đầu bếp làm gì đấy à. Phô mai con bò cười 30k của tôi đấy ạ. Tôi sẽ biến nó thành món 300k. Đây à. Ôi, starter đây ạ. Từ từ. Đối với cho quả món starter gọi là tối giản đét luôn ạ. Anh chưa ăn đi ăn nhà hàng, anh hay gọi món cheese các loại à? À. Đúng không? Vâng. Đây vâng. Là starter đúng không? Đây có mỗi một loại cheese thôi mà. Thì bạn cứ bình tĩnh này. Tận dụng đồ trong nhà. Úi dồi, cái gì đấy đâu được. Nắp.
À. Hay là đồ ăn healthy của chúng tôi. Nho này. Ôi dồi ôi. Phải đài ninh ấy. Giờ để phùng bánh các loại. Thế. Vãi trường. Ra gì đấy nhỉ? À, đã bảo từ một món 30.000 thành 300.000 vậy. Ừ. Cho cái này thêm rong biển. Cho bên cạnh thôi. Rong biển nhà nhà có sẵn. Rắc tí hành khô đi đầu bếp ạ. Bạn thích gì có thì để bên cạnh. À. Michelin ra bàn trước nhá. Không biết là bạn có nhớ cái món mà chúng ta ăn ở Ý không nhỉ? Món gì ạ? Món tráng miệng chúng ta ăn ở Ý ấy. Không nhớ lắm. Có một món mà dứa cắt lát mỏng ăn với cam dưới mật ong lên ấy. À, ok ok ok. Đây là maple syrup mà tôi mua ở Canada. Nó không phải mật ong nhưng mà vị nó cũng được. Xem dưới dưới đây thôi. Mỗi người một bát. Đấy. Được đấy ạ. Ok chưa ạ? Ok đấy ạ. Có ra gì không? Ngon á? Ngon vãi. Ngon vãi á? Thử thế nào. Ngon nhỉ? Ngon luôn ấy. Ngậy ngậy. Sao lại có cái chua chua? Chua chua của nho. Ừ. Này ăn món chính đi ạ. Mì ơi mày này. Bố đang ăn mày đấy. Từ đoạn này là mình đang quay bằng điện thoại nên là màu phim nó sẽ khác khác vừa nãy. Khá là dễ ăn. Khá dễ ăn. Được thấy nhìn đẹp mắt. Rất dễ ăn. Mở hết luôn. Pizza đấy. Ăn hành khô ngon vãi. Dễ ăn mà. Trong biển ngon. Cũng được. Thử này. Không rõ mật ong. Nhưng cũng được. Ngon rồi đấy. Anh còn phải ăn cái thộn thộn kia anh nghĩ ra gì ạ? Ở đây chúng ta có mì tôm, có trứng, có phô mai và có dứa. Và có maple syrup. Anh ăn thử trước đi. Đấy còn chớm chớm một ít rong biển đấy. Có khi trong này có cả tương ớt, có cả hành khô ấy chứ. Mới đồ ngon thì sao? Cái anh đang nhai trong mồm ấy, nó đang như này ở nhau. Nó kiểu, các bạn nó kiểu không phải đem món ngọt, không phải đem món mặn đâu. Em hiểu rồi. Ăn mà tóc nữa nè. Nó kiểu đéo biết. Ok, vậy là tôi đã hoàn thành thử thách một cách rất là bất ngờ không ạ? Được. Anh Long đã rửa bát xong, đã nghỉ ngơi xong. Anh thấy món của em với món của anh thì món nào ngon hơn? Món của em. Nó nói lại nấc một bát thì nhỉ? Món của anh cơ. Món của em. Món anh mấy điểm? 7. Thì món của em mấy? Món của em là 8. Hay không? Trò mới. Chất vậy không? Anh thấy tập này so với tập hôm trước thế nào ạ? Rất tốt. Rất tốt, nghĩa là so sánh hai cái là rất tốt là như thế nào? Đẹp.
Đẹp cái gì? Một cái kết đẹp. Kết đẹp là gì? Cái kết rửa bát á? Cái kết đẹp cho vlog của Dương Phi. Vlog Dương Phi sẽ chính thức dừng hoạt động tại đây. Bye bye mọi người.